Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe audio trên kênh Dinh Ly, Người Đọc Truyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bộ truyện. Người tìm xác tác giả, Lạc Lâm Lan, chương 1165. Sau khi nghe xong phân tích của tôi, chú Lê gật đầu, chắc đúng là anh ta rồi, bởi vì theo bản chất thì anh ta và cái. Tên ở trong người cháu thuộc cùng một loại, đều là kẻ bị tàn sát toàn thôn. Điểm khác biệt duy nhất chính là những vong hồn của thôn bao gia là những hồn thể đơn độc còn cái tên ở trong cơ thể cháu do oán khí của vô số vong linh biến thành một hồn thể tôi nghe mà trong lòng cảm thấy sợ hãi thật may là cuối cùng tôi cũng được gọi ra nếu không để tên kia thật sự nuốt được hạt châu đó thì không biết hiện tại tôi đã biến thành hình dạng như thế nào đây trở lại khách sạn tối nhờ đinh nhất lấy nước vào bồn tắm giúp mình tôi thật sự khó chịu đến mức chẳng muốn động đậy dù chỉ một đầu ngón tay, cho nên đành nhờ định nhất làm hộ và tôi ngâm mình trong bồn tắm rồi. Ngủ mất, hơn nữa còn mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, người thủ lĩnh nghĩa quân kia xuất hiện lần nữa, anh ta hy vọng tôi tuân thủ nghiêm ngặt cam kết. Không để hạt chậu kia rơi vào tay những kẻ bất chính, nếu không sẽ hại đến nhiều tính mạng. Mới vừa rồi anh ta đã dùng hết sức lực còn sót lại để cứu mạng tôi, nên hy vọng tôi có thể trợ giúp tiêu trừ oán niệm của những vong hôn bị giam hãm trong hạt châu giúp họ được luân hồi chuyển thế thật ra lúc đó tôi rất muốn nói với anh ta rằng tôi không phải là lựa chọn tốt để anh ta phó thác hạt châu này dù rằng anh ta liều mình cứu tôi nhưng anh ta lại không biết hạt châu này ở bên cạnh tôi mới là nguy hiểm nhất bây giờ hạt châu đã được trang hạt cấm đi tôi hy vọng trang hà có thể xử lý thích đáng với hạt châu này ai ngờ khi tôi vừa định giải thích với anh ta về chuyện mình đã giao hạt châu cho người khác thì lại nghe thấy tiếng nói của đinh nhất vang lên bên tai mình tiếng bảo sao cậu lại ngủ nước đã lạnh rồi nghe được giọng đinh nhất tôi liền giật mình tỉnh lại quả nhiên ngay lập tức tôi cảm thấy ớn lạnh và hắt hơi mấy cái liên tiếp đinh nhất thấy vậy vội đưa khăn tắm cho tôi cậu vừa bị thương nặng tuy không có mấy vết thương ngoài da nhưng nếu không chú ý điều dưỡng thật tốt sẽ để lại hậu quả đấy." Tôi buồn cười nói, "Anh hài hước thật đấy, tôi có phải là phụ nữ ở cử đâu mà lại còn để lại di chứng xấu. Tôi không sao, đừng lo lắng vớ vẩn. Thân thể ông đây khỏe như vậm. "A, à, ác xì." Đinh Nhất bất đắc dĩ trừng mắt với tôi, màu lau khô người rồi ra ngoài đi. "Cậu không thấy cảm giác được nằm trên giường mới thật sự thoải mái sao?" Nghe anh ta nói thế, Tôi vội vàng lau qua người rồi đi ra, lúc này mới nhớ đến giấc mộng kỳ lạ kia, tôi bèn kể cho Đinh Nhất nghe. Nghe xong, sắc mặt anh ta trầm xuống, tôi không quá tin tưởng Trang Hà, nhỡ mà. Tôi ngắt lời anh ta, sẽ không đâu. Tuy bình thường con hồ ly gia Trang Hà này nói chuyện không mấy đáng tin, nhưng tôi tin lần này anh ta chắc chắn biết chuyện gì quan trọng nên làm, nhất định anh ta có thể xử lý tốt thôi. Chẳng qua là lúc đi tâm tình anh ta không thoải mái lắm chắc là bị tên ở trong cơ thể tôi đánh nên tức xì khói đấy có thể một thời gian nữa anh ta sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta đâu đinh nhất hiếm khi vui vẻ ra mặt thế này anh ta nói cậu không được nhìn thấy vẻ mặt của trang hà khi bị đánh giống như ăn phải phân chó vậy tối hơi tò mò nhìn đinh nhất trong đầu nghĩ từ khi nào mà khẩu vị của thằng cha này nặng như vậy lại thích xem trang hà ăn phân chó Đương nhiên là tôi không nói thẳng câu này ra miệng, bởi vì lúc này tôi thực sự cảm thấy lạnh, muốn chui ngay vào chăn đi tìm Chu công đánh cờ. Tôi ngủ một giấc, tỉnh dậy thì trời đã tối. Tôi lê cái cơ thể nặng nề xuống giường và thấy Đinh Nhất đang ngồi yên không nhúc nhích trên ghế sa lông bên cạnh, đầu cúi thấp, không biết có phải đang ngủ hay không. Vì vậy tôi từ từ đi tới, muốn đánh thức anh ta dậy, để anh ta lên giường ngủ tiếp, ngủ như vậy trên sa lông không thoải mái. Nào ngờ tôi vừa đưa tay ra thì bị Đinh Nhất túm lấy. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy tàn bạo trợn mắt nhìn tôi và nói, ngươi là ai? Ánh mắt này quá quen con mẹ nó thuộc, người này không phải Đinh Nhất, đó là kẻ giết người như ngoẻ, võ an quân. Cơ thể tôi lập tức cứng đờ, quỳ ngã ra sau, tiếp đó tôi quát to một tiếng rồi bật dậy từ trên giường. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ vừa rồi tôi đang nằm mơ? Lúc này tôi mới hỗn hỉnh xoay người xuống giường, muốn tìm điện thoại di động xem mấy giờ rồi, tím rác lâu tôi mới thấy điện thoại trên bàn trà và nó sắp hết pin. Mở điện thoại lên xem, đã hơn 8 giờ tối, tôi mơ mơ màng mảng gãi mái tóc bù xù, trong đầu nghĩ không biết thằng cha Đinh Nhất này chạy đi đâu rồi. Tôi vội vàng sạc pin cho điện thoại rồi gọi cho Đinh Nhất. Thật may điện thoại vừa reo hai tiếng thì anh ta bắt máy, thì ra ông chủ thẩm lo phong thủy trong nhà có vấn đề nên lúc chiều mời chú lê đến xem giúp chú lê thấy tôi ngủ say bèn bảo đinh nhất đi một mình làm trợ thủ cho chú ấy nghe thấy thế lòng tôi thở phào nhẹ nhõm đúng lúc này bụng tối vang lên òng ọc tôi dặn họ lúc về nhớ mua đồ ăn cho tôi ông đây đã hơn một ngày chưa có cái gì vào bụng rồi nhưng tôi đợi đến hai tiếng rồi mà chú lê vẫn còn chưa xong việc cuối cùng tôi không chịu nổi được nữa quyết định tự đi ăn một mình thể cho nhanh tắm qua một cái, tôi thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi ra ngoài, vì cái bộ ngày hôm qua trên người tôi thực sự không thể nhìn được nữa. Ra khỏi khách sạn, tôi phát hiện buổi tối ở cái huyện này khá náo nhiệt, xe cộ đi lại tấp nập, sầm uất. Tôi đi theo dòng người tới một nơi tương tự như chợ đêm của địa phương và lập tức bị mùi thơm bên trong hấp dẫn, tôi hưng phấn đi vào trong. Nhưng đi hết một vòng, tôi phát hiện các món ăn ở nơi này không hợp khẩu vị với một người miền Bắc gốc như tôi. Đừng thấy vừa rồi đứng bên ngoài ngửi mùi rất thơm, nhưng đi vào nhìn đều là những thứ quà vặt địa phương mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Nhưng tôi đói lắm rồi, đành phải mua lại hai cái bánh có tên là chén đèn dầu. Món này có vẻ giống bánh rán lỗ tại ở chỗ chúng tôi, hy vọng mùi vị không tệ. Nhưng tôi ăn một miếng thì thấy, đây chẳng phải là bánh rán lỗ tai đấy ư. Sao nó lại được gọi là chén đèn dầu nhỉ? Tôi vừa đi vừa ăn, chỉ một loáng sau, hai cái bánh chén đèn dầu đã vào hết trong bụng. Nhưng không có thịt thì chưa thỏa mãn tôi được. Làm sao tôi có thể cam tâm chỉ ăn hai cái bánh chén đèn dầu này chứ? Tôi tiếp tục đi sâu vào trong chợ đêm, muốn tìm xem có thức ăn ngon gì để ăn thêm không. Nhưng vừa đi được hai bước, tôi cảm giác có ai đó chật ôm lấy bắp đùi mình. Chưa 1166. Tôi cúi đầu nhìn thì thấy một đứa bé gái khoảng 4, năm tuổi đang ôm chặt lấy đùi tôi quần áo trên người cô bé rất rách rưới, không giống con nít nhà bình thường. Sau khi ôm lấy tôi, cô bé đưa bàn tay cấu bẩn lên xin tôi. Tôi thấy vậy nhất thời mềm lòng, đứa trẻ nhỏ thế này đã phải ra đường ăn xin. Người lớn trong nhà sao lại để như vậy? Tôi lấy ra 10 đồng tiền, từ từ ngồi sẫm xuống hỏi cô bé, cháu muốn không? Nhìn thấy tiền, mắt cô bé sáng lên, nó vội vàng gật đầu và dùng giọng non nớt nói, muốn. Tôi bật cười, được, Vậy cháu trả lời cho chú mấy câu hỏi, chú sẽ cho cháu 10 đồng này. Vừa nghe vậy, trên mặt cô bé tỏ ra hơi do dự, nhưng đồng thời nó cũng nhìn từ 10 đồng đầy khao khát, sau đó nó hơi sợ sệt gật đầu, được, vậy chú hỏi đi. Cháu năm nay mấy tuổi? Tôi cố gắng để giọng mình nghe thật dịu dàng. Trên mặt cô bé thể hiện sự vui mừng, xem ra vấn đề này không có gì khó đối với nó, nó lập tức lên tiếng trả lời tôi, cháu năm nay 5 tuổi rưỡi. Tôi tươi cười gật đầu, tiếp tục khích lệ cô bé, rất tốt, cha mẹ cháu đâu? Bọn họ ở nơi nào? Ai ngờ tôi vừa hỏi cầu này, một cô bé lập tức tỏ vẻ sợ hãi, giống như tôi không phải đang hỏi cha mẹ của bé mà là đang hỏi con sư tử hay con cập rất đáng sợ vậy. Tôi thấy vậy bèn vội hỏi cầu khác, chú cho cháu 10 đồng, cháu sẽ dùng làm gì? Cô bé không hề nghĩ ngợi nói, tiền phải giao cho gì ạ? À? Tôi nghi ngờ, gì ư? Tại sao không giao cho cha mẹ cháu? Vì chính là mẹ." Cô bé nói với vẻ khiếp đảm. "Tôi nghe mà trong lòng lại hoài nghi thêm mấy phần, cô bé gái trước mắt tôi vốn đang ở tuổi đi học nhà trẻ, tại sao lại đi ăn xin trên đường? Cứ cho là cha mẹ khó khăn không nuôi nổi nó đi, vậy thì cũng phải là tự bọn họ ra phố xin ăn chứ sao lại để con đi thế này, chỉ hy vọng đừng như những gì tôi đang đoán." Cuối cùng tôi đưa cho cô bé 10 đồng bởi ánh mắt của cô bé quá chờ mong nên tôi không nỡ lòng không cho tiền cô bé. Cô bé nhận được tiền, liền lập tức xoay đầu chạy mất. Nhưng dẫu sao cô bé cũng chỉ mới mấy tuổi, chỉ cần tôi có lòng muốn đi theo vẫn có thể bám theo được. Lúc này tôi đã sớm quên mất mục đích ban đầu của mình đến đây làm gì, bởi vì tôi nhất định phải biết rõ, rốt cuộc cô bé kia có phải là đi ăn xin cùng cha mẹ ruột của mình không? Sau đó tôi theo chân cô bé tới một con hẻm sâu, so sánh với chợ đêm náo nhiệt ở bên ngoài, thì nơi này đúng là một thế giới khác, trong này đầy nước bẩn tù động, thỉnh thoảng còn có chuột chạy qua. Nhưng dường như cô bé không thèm để ý, vẫn đi sâu vào trong con hẻm hung hút. Tôi theo sát phía sau, chưa kịp đi đến nơi, tôi đã nghe thấy trong chỗ sâu nhất của con hẻm vang lên giọng đàn bà đang cấu kỉnh mắng, con nhóc chết tiệt này, sao giờ mày mới về? Chết ở đâu cả tôi vậy? Tiền đâu? Có một tí thế này thôi à? Mày bị điên à, cả tối mà chỉ xin được từng này thì nuôi mày được cái tích sự gì. Suốt ngày chỉ biết ăn, chỉ có tí tiền thế này, buổi tối không được ăn cơm. Tôi nghe xong mà giận quá, đây sao có thể là mẹ ruột của cô bé chứ. Đúng là không biết nên nói gì nữa, đời bây giờ hạng người nào cũng có. Nghĩ vậy, tôi liền thả chậm bước chân, đi vào trong sân của ngôi nhà cuối con hẻm. Tôi bắt gặp một người phụ nữ mập mạp đang dùng sức vặn lỗ tai đứa bé gái kia, miệng bà ta không ngừng mắng những lời tục tiểu, có những từ ngữ ác độc đến mức một người lớn như tôi đây cũng phải choáng váng. Đây thực sự là mẹ ruột của đứa trẻ ư? Vấn đề này lại một lần nữa nảy ra trong đầu tôi. Thật ra tôi cũng biết, loại chuyện này xảy ra ở khắp nơi trong cả nước, nếu tôi thực sự muốn nhúng tay vào chuyện của từng người thì có một chết cũng quản không hết. Nhưng không biết tại sao Tôi vừa nhìn thấy ánh mắt của cô bé kia là trong lòng mềm nhũng, không nhịn được suy nghĩ muốn biết tại sao cô bé lại phải ra phố ăn xin. Chắc do phát giác có người tới, người phụ nữ mập mạp đột nhiên buông lỏng tay, sau đó lạnh lùng nhìn về phía tôi và nói, anh tìm ai? Tôi nhìn xung quanh cái sân nhỏ vừa bẩn vừa rách nát, sau đó chỉ vào cô bé vừa được bà ta buông ra, tôi tìm cô bé. Người phụ nữ mặt đầy cảnh giác nói, tìm nó làm gì? Tôi lớn tiếng nói, tôi bị mất đồ vừa rồi cô bé này ở gần tôi nhất tôi không tìm nó thì tìm ai chị là ai cha mẹ nó đâu cô bé cũng không ngờ tôi sẽ nói vậy nên giật mình nhìn về phía tôi có lẽ một chút ấn tượng tốt với tôi khi nãy đã biến mất hết rồi người phụ nữ to béo kia nghe vậy thì cười lạnh nói tôi có thể là ai tôi chính là mẹ nó từ cậu làm mất đồ lại đổ lên người một đứa bé cậu không thấy thẹn à tôi gật đầu sau đó mặt tâm trạng nói, đúng, chị nói vậy tôi thấy đúng là hơi xấu hổ, nhưng tôi bị mất đồ khá quan trọng, lúc ấy lại chỉ tiếp xúc với cô bé này. Chị ta thấy tôi không có chứng cớ, bèn trừng mắt nói, cậu mất đồ ở đâu thì đến đó mà tìm, đến tìm con nhà tôi làm gì. Đi nhanh đi, không đừng trách tôi không khách sáo. Ai ngờ đúng lúc đang nói, lại có hai đứa bé trai khác từ ngoài trở về, trong hai đứa kia lớn hơn cô bé này mấy tuổi trên tay đứa nào cũng nắm một sắp tiền, chắc là vừa rồi đi xin ở bên ngoài về. Tôi thấy thế thì cười lạnh, nói, ôi, hai đứa này cũng là con chị à. Quốc gia chúng ta vừa mới cho đẻ hai con, mà chị đã sinh cả ba đứa. Mặt của người phụ nữ béo kia lúc đó lúc trắng, chị ta định phản bác tôi mấy câu, nhưng chắc không muốn quá gây chuyện nên nuốt lời trở vào. Chị ta quay sang tác cô bé một cái, nói, có phải mày trộm đồ của người ta không cô bé vừa sợ vừa oan ức nên khóc ầm lên tôi thấy vậy vội ngăn cản chị ta sao chị lại đánh con bé không hỏi nó xem đã xảy ra chuyện gì à hay vốn đứa nhỏ này không phải con ruột của chị hai đứa bé trai về sau nghe tôi hỏi như vậy đột nhiên đồng loạt nhìn về phía tôi như thể đồng ý với lời tôi nói xem ra không chỉ có cô bé gái không phải do chị ta sinh ra mà ngay cả hai đứa bé trai này cũng không phải con ruột của chị ta. Chắc bị tôi nói đúng tâm sự, chị ta lập tức giận dữ nói, mày từ nơi nào đến? Dám tìm bà đây gây sự, sao không đi hỏi thứ xung quanh đây xem chị Hồng Tạo ở chỗ này có sợ ai không? Chương 1167 Tôi nhìn bà béo này quả nhiên không phải loại người tốt lành gì, tôi bèn hừ lành nói, bà thím này, tôi không muốn. Tìm chị gây sự, thể này đi, chị đừng đánh đứa nhỏ tôi đi báo cảnh sát được chưa tôi muốn cảnh sát đến phần xử giúp xem đồ vật của tôi có phải do cô bé này cầm không nếu như là người bình thường đột nhiên gặp phải loại người thích bới lông tìm vết như tôi thì báo cảnh sát là lựa chọn chính xác nhưng bà béo này vừa nghe thấy tôi nói báo cảnh sát sắc mặt lập tức biến đổi dường như rất sợ tội báo cảnh sát vậy trong lòng tôi càng khẳng định bà béo này có vấn đề vì vậy tôi vừa đi sâu vào trong sân, vừa lấy điện thoại ra. Chuẩn bị gọi điện cho cảnh sát, ai ngờ khi đi qua một vườn rau xanh, tôi chợt dừng bước. Tôi hơi trần chừ đi về phía vườn rau, cái loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, thật không ngờ dưới mảnh vườn mọc. Đầy rau cỏ, cà ớt này lại trốn một xác trẻ em. Vì đứa bé kia quá nhỏ nên không có trí nhớ của tàn hồn, nhưng ai lại? đem đứa trẻ sơ sinh chết một cách bình thường chôn ở vườn rau nhà mình chứ. Tôi biết bây giờ phải báo cảnh sát, ai ngờ ngay lúc tôi vừa mới bấm được hai số 11, đang định bấm thêm số không thì đột nhiên sau gáy có cảm giác đau đớn, cơ thể tôi theo bản năng ngã người về phía trước rồi quỳ trên mặt đất. Ở thời khắc ý thức của tôi dần dần mơ hồ, tôi thấy mấy đôi chân đàn ông bước tới trước mặt mình, tiếp theo trời đất quay cuồng, cơ thể tôi ngã xuống đất. Lúc ấy, trong đầu tôi có một suy nghĩ, lần này xong rồi, bị đám súc sinh này giết người giật khẩu rồi. Ấn tượng cuối cùng của tôi là nhìn thấy một gương mặt đàn ông đầy hung bạo ngồi xổm xuống nói với tôi, tao thấy mày đúng là chán sống rồi. Sau đó mắt tôi tối sầm, không biết gì nữa. Tôi đúng là không thích hợp làm hiệp sĩ một người một ngựa, nói ra thật quá mất mặt. Tính ra tôi cũng coi như người đã trải qua trăm trận chiến, nhưng không ngờ hôm nay lại lực thuyền trong cái mương nhỏ này. Không biết đã qua bao lâu, tôi mơ hồ nghe thấy xung quanh có người không ngừng kêu gào thảm thiết, dù không nhìn thấy gì cả, nhưng tôi có thể cam đoan đây không phải là chính tôi đang gào. Từ bước sóng của âm thanh thì không chỉ có một người đang kêu gào, hình như có người nào đó đang hành hạ mấy người đàn ông cùng một lúc. Chỉ nghe những tiếng thét này thôi cũng làm cho người ta ớn lạnh, chứ đừng nói gì đến chuyện nhìn tận mắt. Những âm thanh kia đứt quán, khi thì vang lên ngay bên tai tôi, khi lại giống như truyền đến từ nơi xa cho đến khi có người đột nhiên gỡ giải bịt mắt của tôi xuống tiếp đó có thứ ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt tôi theo bản năng tôi muốn giơ tay lên che mắt nhưng tôi phát hiện cơ thể mình chẳng có chút sức lực nào sau đó tôi nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng nói của hai người đàn ông sao rồi có cứu được không không biết có cầm cự được đến khi đến bệnh viện không chỉ có thể tiêm cho anh ta một mũi trợ tim trước đã Mấy người còn lại thế nào? Không chết được, nhưng tay chân có khi bị tàn tật rồi. Đều do thằng nhóc này làm à? Ừ, vừa rồi cảnh sát nói vậy, bọn họ còn cố ý dặn dò là không thể cởi còng tay ra. Tôi nghe mà trong lòng rất tò mò, muốn biết họ đang nói ai vậy. Tôi được người đến cứu. Lúc này cơ thể tôi đang dần hồi phục lại tri giác, trừ việc sau gáy hơi đau thì còn lại không sao. Trong lúc mơ hồ, tôi thấy mấy người mặc đồ trắng như lắc lư trước mặt tôi có cả nam lẫn nữ dù tôi nhìn không rõ nhưng từ mùi trong không khí xung quanh tôi có thể nhận ra nơi này chắc chắn là bệnh viện đột nhiên tôi cảm thấy ngực chợt lạnh trong đầu nghĩ ai cởi quần áo của tôi ra vậy tiếp theo là một cảm giác tê dài nhói đau làm cơ thể tôi run cả lên tôi lập tức thấy ý thức của mình tỉnh táo lại nếu như lúc này tôi có thể nói chuyện tôi chắc chắn sẽ quát ầm lên đừng sốc điện nữa ông đây tỉnh rồi nhưng đáng buồn là sau khi bị sốc điện ba lần tôi mới có thể miễn cưỡng phát ra những tiếng hừ hừ cuối cùng mấy vị thiên sứ áo trắng kia cũng dừng lại không sốc điện cho tôi nữa tôi vội vàng thở tôi cảm thấy có ai đó đến và vỗ vào mặt mình còn vỗ mạnh nữa chứ tôi cố gắng mở to mắt và thấy một người bác sĩ nam đeo kính đưa hai ngón tay ra hỏi tôi đây là số mấy nghe xong tôi dùng sức lắc đầu muốn cho hình ảnh trước mắt ổn định một chút bởi vì tôi bây giờ nhìn mọi thứ xung quanh đều như có bóng chồng lên nhau vậy hai tiếng nói yếu ớt làm tôi nghi ngờ đây thật sự là âm thanh do tôi phát ra ư anh tên là gì anh biết đây là đâu không bác sĩ nam đó hỏi tiếp tôi là trương tiến bảo nơi này là bệnh viện tôi nói Đức Quảng. bác sĩ nam nghe xong liền quay sang nói với y tá bên cạnh Nói với đồng chí cảnh sát bên ngoài là người bệnh đã ổn, nhưng bây giờ vẫn chưa thích hợp để lấy khẩu cung, anh ta cần thời gian nghỉ ngơi. Bác sĩ nói xong, xoay người định đi ra ngoài, mặc dù cơ thể tôi vẫn còn rất yếu ớt, nhưng thần trí đã hoàn toàn khôi phục, tôi bèn kéo vạt áo của bác sĩ lại và nói, tôi bị sao vậy? Vì, vì sao tôi lại ở chỗ này? Người bác sĩ nam đó không thể gỡ tôi ra, đành phải kiên nhẫn nói với tôi, anh bị đánh vào đầu có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời nhưng nếu anh phối hợp với sự điều trị của bác sĩ thì sẽ phục hồi nhanh thôi còn việc vì sao anh bị tập kích và sau đó xảy ra chuyện gì thì phải dựa vào sự hồi phục trí nhớ của anh mới có thể có đáp án được sau khi nghe vậy tôi gật đầu tôi buông lỏng tay ra an tâm ngủ thiếp đi dù sao tôi cũng đang ở bệnh viện tôi tin là họ sẽ nhanh chóng liên hệ với chú lê và đinh nhất thông qua danh bạ trong điện thoại của tôi Tôi không biết mình đã ngủ mê man bao lâu. Trong lúc tôi đang ngủ, thỉnh thoảng có y tá đến kiểm tra tình hình của tôi, nhưng riêng chú Lê và Đinh Nhất mãi chẳng thấy xuất hiện. Chẳng lẽ đến giờ bọn họ còn chưa biết tôi xảy ra chuyện rồi sao? Chờ khi tôi thực sự tỉnh lại thì đã là ba ngày sau, nhưng tôi vẫn không thấy chủ Lê và Đinh Nhất xuất hiện. Người đầu tiên mà tôi nhìn thấy lại là hai cảnh sát mặt đầy nghiêm túc. Cảnh sát thì tôi đã thấy nhiều rồi. Cho nên tôi rất dễ dàng phân biệt được ánh mắt họ nhìn tôi, hiển nhiên ánh mắt họ nhìn tôi lúc này chính là ánh mắt nhìn nghi phạm. Trong đầu tôi nghĩ, tôi không phải là người bị hại à? Sao hai người cảnh sát trước mặt lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy? Tôi muốn ngồi dậy để nói chuyện với họ, nhưng lúc tôi ngồi dậy thì phát hiện tay mình bị thứ gì đó kéo lại, vừa cúi đầu nhìn, trong lòng tôi lập tức như có ngàn con thảo nê mã vừa chạy qua. Chương 1168. Cái gì thế này? Thế quái nào mà tôi lại bị còng vào giường? Không phải tôi mới là người bị hại à? Từ lúc nào mà người bị hại lại bị đối xử như vậy? Tôi hơi kích động hỏi họ, tại sao lại còng tôi? Lúc này, một trong hai người cảnh sát lạnh lùng nói, chẳng lẽ anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra ư? Nghe vậy, tôi từ từ nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì. Khi tôi mở mắt ra lần nữa thì đã hoàng toàn tỉnh táo, sau đó tôi kể lại cho họ nghe lý do vì sao tôi xuất hiện ở trong cái sân nhỏ đó. Nhưng sau khi hai cảnh sát nghe xong lại quay sang nhìn nhau một cái, dường như họ khá nghi ngờ lời kể của tôi, sau đó một trong hai người lấy một tấm hình ra và đặt trước mặt tôi, "Anh biết mấy người này không?" Tôi cẩn thận nhìn mấy người đàn ông trong hình, tôi thấy trừ người đàn ông mặt mày dữ tợn tôi đã từng thấy trước lúc hôn mê ra, còn lại tôi không có chút ấn tượng nào với mấy người khác tôi trả ảnh lại cho hai người cảnh sát sau đó thành thật nói gần như tất cả bọn họ tôi đều không có ấn tượng gì chỉ có người đàn ông ở tấm hình thứ ba hình như tôi đã nhìn thấy trước khi hôn mê nghe tôi nói xong dường như họ vẫn chưa có được câu trả lời hài lòng vì vậy họ truy hỏi tôi anh chắc chắn chưa từng thấy qua bọn họ tôi lắc đầu nói rất chắc chắn khẳng định là không đúng rồi các anh có thể liên hệ giúp tôi hai người bạn qua bọn họ, các anh có thể biết, tôi vừa mới đến đây mấy ngày trước khi xảy ra chuyện thôi. Nhưng kỳ lạ là hai người cảnh sát không nhận lời tra rõ giúp tôi, mà chuyển hướng cuộc trò chuyện, sau đó thì sao? Anh bị đánh trúng đầu nên chuyện sau đó không còn nhớ nữa à? Tôi mờ mịt lắc đầu, nhưng trong lòng thầm mắng mẹ nó chứ, ông đây bị người ta đánh sau gáy thì làm sao biết được chuyện sau đó. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, ngoài miệng tôi không thể nói thế. Bởi vì tôi không quen biết người cảnh sát nào ở đây cả, quá kiêu ngạo cũng không phải chuyện tốt, cho nên giờ tôi cứ giả vờ vô hại một chút thì tốt hơn. Chắc hai cảnh sát cũng thấy không hỏi được tin tức quan trọng nào từ tôi, nên khép bản ghi chép lại, sau đó mấy móc nói với tôi, "Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe trước đã, nếu nghĩ thêm được điều gì thì hãy tích cực phối hợp điều tra với cảnh sát." Tôi nghe xong, lập tức thành khẩn gật đầu. Sau khi hai người cảnh sát đi rồi, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng lo lắng tình hình này hơi bất thường thì phải chưa nói đến chuyện tại sao người bị hại là tôi đây lại bị cho là nghi phạm và bị cảnh sát ra công trên giường bệnh thì không biết tại sao đinh nhất và chú lê mãi vẫn chưa xuất hiện hay là thật ra họ đã sớm biết tôi xảy ra chuyện nhưng cảnh sát không đồng ý cho họ gặp mặt tôi những nghi vẫn nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu tôi nhưng chẳng có một ai có thể giải đáp những nghi ngờ này cho tôi cả lúc chiều bác sĩ tới phòng kiểm tra cho tôi với loại bệnh nhân mang còng tay như tôi tất nhiên là phải hưởng thụ đãi ngộ của bệnh nhân vip được một mình một phòng bởi vậy bác sĩ vào phòng kiểm tra không nhìn tôi lấy một cái mà trực tiếp hỏi ý tả các chỉ tiêu hôm nay của bệnh nhân có bình thường không chị y tá bên cạnh mặt đầy nghiêm túc trình bày tình trạng của tôi mặc dù tôi không phải là bác sĩ nhưng nghe một lúc cũng có thể tổng kết ra một kết quả đó là hiện giờ ngoài việc đầu óc tôi hơi không được bình thường thì thân thể và các thứ khác đều tốt. Chắc họ đều cho rằng đầu tôi sau khi bị đập mạnh thì có để lại một ít di chứng nhẹ, không nhớ nổi chuyện sau khi bị tập kích, nhưng nếu bây giờ thầy thuốc hỏi ý kiến tôi, tôi có thể vô cùng khẳng định với anh ta rằng, ông đấy không hề bị mất trí nhớ, có được không? Nhưng lúc này tôi không ý thức được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, cho đến một ngày sau, một người quen cũ xuất hiện trong phòng bệnh của tôi. Khi đó tôi đang nhàm chán muốn tìm một y tá trẻ để trêu chọc cho đỡ buồn, kết quả phát hiện chẳng hiểu sao y tá trực phòng bệnh của tôi đều bị đổi thành những chị y tá trung bình trên 40 tuổi. Thôi được rồi, chị thì chị đi, có người nói chuyện cũng còn tốt hơn chứ. Thế là tôi thừa dịp lúc chị y tá đang đo huyết áp cho tôi, tôi hỏi chị ấy, "Chị, lúc nào tôi có thể xuất viện được?" Chị y tá nghe vậy thì dùng sắc mặt cổ quái nhìn tôi ánh mắt kia rõ ràng nói tên nhóc này cậu còn nghĩ muốn xuất viện ư ừ. dĩ nhiên ngoài miệng chị ấy không nói như vậy mà trả lời máy móc chờ đầu cậu khỏi sau đó quan sát thêm mấy ngày rồi tính ai ngờ lúc tôi đang định hỏi xem tình huống lúc mình vào viện như thế nào thì cửa phòng bệnh bị người ta đẩy ra mới đầu tôi thấy có một người mặc đồng phục cảnh sát đi vào trong lòng bỗng thấy phiền tôi nghĩ thầm ông đây đã nói hết những điều mình biết rồi sao vẫn chưa xong chứ nhưng sau khi nhìn rõ mặt người tới, đầu tiên tôi hơi sửng sốt, không ngờ cuối cùng cũng có người quen cụ đến thăm. Tôi vui mừng, muốn chào hỏi với đối phương. Ai ngờ khi tôi vừa định mở miệng, người tới đã lặng lẽ lắc đầu với tôi. Tôi lập tức đem lời đã lên đến miệng ép xuống. Tôi thật sự không nghĩ tới, người đầu tiên tôi gặp lại là viên một giả. Tôi thấy cậu ta nói với Chi Y tá mấy câu, sau đó trên gương mặt mới vừa rồi còn rất máy móc của chi y tá lại nở ra nụ cười rồi chị ta đi ra ngoài cái gì thế này sau đãi ngộ lại khác nhau nhiều thể lúc này viên mục giả dạ thấy chị y tá đã rời khỏi bèn vội vàng bước tới bên giường bệnh của tôi và nói anh cảm thấy thế nào rồi đầu còn đau không nghe cậu ta hỏi vậy tôi như gặp được người thân trong lòng rất cảm động tôi bèn cười nói với cậu ta không đau Chắc ngày mai có thể cắt chỉ. Nói rồi tôi quơ cái tay phải vẫn đang bị công trên giường, mặt đầy đau khổ mà nói, tại sao bọn họ vẫn luôn còng tôi, cậu có biết bây giờ tôi đi vệ sinh cũng phải xin phép đồng chí cảnh sát bên ngoài không? Viên mục giả nghe vậy thì thở dài, anh thật sự không nhớ gì hết à? Tôi không nghĩ viên mục giả sẽ hỏi câu này, xem ra chuyện nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, tôi lo lắng hỏi cậu ta, cậu đừng hỏi tôi như vậy. Tôi bị người ta đánh bất tỉnh, chuyện sau đó tôi thực sự không có một chút ấn tượng nào, cậu mau kể cho tôi những chuyện cậu biết đi. Viên mục giả nghe tôi nói vậy thì câu mày lấy từ trong túi sách ra một tập tài liệu đưa cho tôi, để tôi tự xem. Tôi nhận lấy mở ra xem, hóa ra trong này là ghi chép của cảnh sát, chương 1169. Đây là hồ sơ ghi chép của ngày tôi xảy ra chuyện, cảnh sát 110 nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ báo có kẻ tới nhà họ hành hung giết người. Sau khi tiếp nhận thông tin, thấy sự việc nghiêm trọng, cảnh sát 110 đã phái bốn người cảnh sát tới. Khi đến hiện trường, những cảnh sát này đều cảm thấy sợ hãi trước những gì họ nhìn thấy. Họ thấy mấy người đàn ông đang nằm trên đất kêu la thảm thiết, tứ chỉ bị ngoại lực vặn gãy. Chi tiết quan trọng tiếp theo chính là tôi, tôi đứng bên cạnh, cả người đầy máu trên mặt nở nụ cười làm người ta. Sợ hãi, miệng không ngừng nói gì đó với những người trên đất. Bà béo kia sợ hãi đến mức người nhũng như con chi chi, thấy cảnh sát đến, bà ta hét lên như bị phát điên, giết người. Giết người rồi. Bốn nhân viên cảnh sát cũng khá trẻ tuổi, tất cả bọn họ đều mới tham gia công tác chưa lâu, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, tất cả đều dại đi. Nhưng dẫu sao lúc đó tôi chỉ là một người Tây không tất sắc, vì vậy cả bốn người họ cùng xông lên ghi chép của cảnh sát khá giản lược nên tôi không biết quá trình ở giữa đã xảy ra như thế nào tóm lại kết quả cuối cùng là cả bốn người cảnh sát đều bị thương ở những mức độ khác nhau họ đành phải điều thêm nhiều người hơn mới có thể chế ngự được tối sau đó tôi cũng bị thương nghiêm trọng nên phải đưa vào phòng cấp cứu sau khi tỉnh dậy thì không nhớ gì nữa tôi nhìn thấy phần giám định thương thể của mấy người kia thật là quá bi thảm tay chân của bọn họ đều bị vặn thành những tư thế cổ quái trông có vẻ đã bị bẻ gãy mặc dù trong lòng tôi đã tin chắc rồi nhưng vẫn ôm tia hy vọng hỏi viên mục giả những việc này thật sự đều do tôi làm ư viên mục giả thở dài nặng nề bây giờ tất cả chứng cứ đều bất lợi cho anh nhưng may mắn duy nhất là có hai đứa bé đứng ra làm chứng anh bị tấn công trước sau đó mới phòng vệ nên làm vậy hai đứa bé đúng rồi ở hiện trường phải có ba đứa trẻ chứ, bọn chúng thế nào rồi? Tôi nghi ngờ mấy đứa trẻ đó bị người ta lừa đi làm ăn xin, cho nên mới tới đó, trong vườn rau trong sân còn chôn một đứa trẻ sơ sinh nữa đấy. Tôi không ngờ, trong lúc mấu chốt này, người làm chứng cho tôi lại là hai đứa bé trai vừa mới gặp lần đầu. Viên mục giả gật đầu, "Cái này anh yên tâm, căn cứ vào lời khai của anh, cảnh sát đã điều tra rõ." mấy người kia do lương ngọc hồng cầm đầu một tổ chức tội phạm bắt cóc những đứa trẻ để bắt chúng thực hiện một loạt các hành động phạm pháp như bắt trẻ đi ăn xin bọn chúng đều đang ở trong bệnh viện sau khi xuất viện pháp luật sẽ có chế tài đối với chúng hơn nữa trừ những đứa trẻ mà anh đã nói cảnh sát còn cứu được thêm hai đứa trẻ tàn tật nhưng thi thể trẻ em trong vườn thì cần điều tra thêm tôi vừa nghe những đứa trẻ đều được giải cứu trong lòng cũng an tâm hơn ít nhất tôi bị thua thiệt cũng có chút đáng giá tôi bỗng nhớ đến bọn chú lê nên hỏi viên mục giả về họ xem họ bây giờ thế nào viên mục giả nói với tôi thật ra lúc tôi xảy ra chuyện chú lê đã biết rồi nhưng vì cảnh sát địa phương liệt tôi vào đối tượng tình nghi cực kỳ nguy hiểm cho nên tạm thời không để cho họ gặp tôi bất đắc dĩ chú lê không thể làm gì khác hơn là liên lạc với bạch kiện nhưng anh ta đang ở bên ngoài xử lý một vụ án khác nên tạm thời không về được, cuối cùng đành phải để viên mục giả tới tìm hiểu tình hình trước. Lúc này tôi nghĩ đến mấy người cảnh sát địa phương bị tôi đánh bị thương, lòng vừa thả lỏng lại căng lên, mấy cảnh sát kia giờ thế nào rồi. Sắc mặt viên mục giả không được tốt lắm, mặt này hơi khó giải quyết, bọn họ bị thương không nặng, không giống như mấy kẻ con buôn kia bị tàn tật suốt đời, nhưng đánh cảnh sát tính chất lại khác, hơn nữa anh lại chống đối họ trong lúc bị bắt giữ còn cùng lúc đánh bị thương bốn người viên mục giả mới nói đến đây có lẽ thấy tôi đã xanh mặt nên không nói tiếp nữa tôi lúc này thật sự muốn tự tự quách đi cho rồi nếu chuyện này thực sự do tôi làm thì tôi sẽ nhận nhưng con mẹ nó không phải do tôi làm nhé hoặc nói chính xác thì đây không phải do ý muốn chủ quan của tôi nhưng tôi không thể trực tiếp nói với cảnh sát rằng đồng chí cảnh sát xin hãy tin tưởng tôi chuyện này là do kẻ xấu xa trong cơ thể tôi làm các người bắt hắn đi đừng bắt tôi tôi mà nói vậy chắc cảnh sát sẽ đưa tôi đến bệnh viện tâm thần mất viện mục giả nhìn tôi với vẻ mặt đồng tình tình huống của anh tôi đã nghe từ chú lê bây giờ anh đừng gấp trước hết cứ dưỡng thương cho tốt rồi nói sau chuyện bên ngoài chúng tôi sẽ nghĩ biện pháp nếu như cảnh sát có tới hỏi anh cứ khăng khăng nói là mình không nhớ gì dẫu sao thì anh cũng thật sự bị thương ở đầu tôi bất đắc dĩ gật đầu nói bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy thôi viên mục giả đi rồi tâm trạng tôi khá buồn thảm xem ra bây giờ tôi không thể mất đi ý thức nếu không tên trong cơ thể tôi sẽ thừa dịp nhảy ra lúc tôi biết trong cơ thể mình có một hồn phách khác có thể ra ngoài bất cứ lúc nào tôi chỉ lo lắng sẽ có ngày như vậy tôi không mong muốn điều đó nhưng bây giờ nghĩ lại nếu lúc ấy tôi hôn mê mà hắn không xuất hiện thì có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi coi như hắn đã cứu tôi một mạng có lẽ cái này gọi là hai cái hại cùng một lúc thì sẽ nhẹ hơn tôi cũng biết biên mục giả muốn đến gặp tôi cũng chẳng dễ dàng cho nên trước lúc cậu ta đi tôi cố ý dặn dò khi chưa có kết luận về chuyện này thì đừng nói cho chiêu tài và anh triệu biết bởi vì tôi không muốn bọn họ lo lắng có thể giấu bao lâu thì cứ giấu nhưng khi nghĩ đến chuyện thân thể tôi lúc này như quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào tôi lại cảm thấy nhức đầu nếu bây giờ tôi không có cách tiêu diệt hắn vậy thì chỉ có thể nghĩ cách cùng chung sống hòa bình với hắn nếu không hắn rảnh rỗi ra ngoài dạo chơi một vòng làm mấy chuyện phạm pháp vậy thì đúng là nghĩ tới đây tôi liền thử trao đổi với hắn đang cùng tồn tại trong cơ thể tôi nhưng không có hiệu quả dường như hai linh hồn chúng tôi không cùng một tần số chỉ có thể là hắn ra tôi ngủ say hoặc tôi ra hắn ngủ say cuối cùng không còn cách nào khác tôi đành phải nhờ chị y tá mua giúp một quyển hiến pháp, đó là một quyển sách khá mỏng, tôi muốn viết lên đó mấy câu, sau đó mang theo trong người. Khi nào hắn ra, để hắn xem hiến pháp và hiểu hành động nào là phạm pháp. Dẫu sao bây giờ tôi với hắn đang ngồi chung một thuyền, nếu tôi thực sự phải ăn cơm tù thì chẳng tốt cho ai cả phải không? Chương 1170. Sau khi tôi uyển chuyển bày tỏ ý định với chị y tá rằng mình muốn học tập thêm kiến thức về pháp luật chị ta. Khinh bi nói: "Bây giờ mới xem hiến pháp, có phải đã muộn rồi không?" Tôi cố nén giận, cười nói: "Học tập kiến thức pháp luật, làm một công dân tốt thì bất cứ khi nào cũng không muộn." Có lẽ chị ta bị sự chân thành của tôi tác động, cuối cùng cũng mua giúp tôi một quyển biến pháp màu đỏ. Sau đó, tôi viết lên trang đâu một đoạn như sau: Tôi không biết nên xưng hô với anh thế nào bởi trong thâm tâm tôi không cách nào tiếp nhận được việc anh chính. Là một tội khác, chắc anh cũng giống như tôi. Nhưng việc chúng ta đồng thời tôn tại là sự thật, tôi cũng không muốn than phiền nhiều. Mặc dù hiện tại cả tôi và anh đều nghĩ, làm thế nào để diệt trừ đối phương, nhưng chúng ta không thể không cùng chung một thân thể. Vì vậy, việc bảo vệ thân thể này là trách nhiệm của chúng ta. Nếu thân thế này bị bất kỳ thương tổn nào, những nguy hiểm trong đó chúng ta đều phải cùng nhau gánh chịu nếu anh may mắn thấy được quyển sách này vậy mời anh đọc cẩn thận nội dung bên trong hơn nữa nhất định phải ghi nhớ kỹ những hành động khác của anh tôi tạm thời không xen vào nhưng anh không thể làm những hành động vi phạm pháp luật bởi vì dù sao anh cũng không muốn lần sau khi tỉnh dậy lại phát hiện mình đang bị nhốt ở trong tù đúng không biết xong đoạn này trong lòng tôi có cảm giác không thoải mái rõ ràng thân thể này là của mình nhưng ông đây vẫn phải thương lượng với tên kia, cái chuyện quái gì thế này không biết. Sau đó tôi cất quyền hiến pháp này vào trong người, tuy không hy vọng tên kia sẽ ra ngoài một lần nữa, nhưng có làm vẫn hơn. Làm xong những chuyện này, tôi phát hiện mình chẳng còn chuyện gì để làm nữa, cả ngày chỉ có thể dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Tôi thầm nghĩ, dù bây giờ mình chưa bị giam vào tù, nhưng cái cảm giác mất đi tự do như thế này cũng không khác biệt bao nhiêu dù bây giờ tôi rất thảm nhưng vẫn còn nhớ tới mấy đứa trẻ được giải cứu kia còn cả đứa trẻ bị chôn ở vườn rau nữa không biết những đứa trẻ đáng thương đó có cơ hội tìm được cha mẹ ruột của mình không hai ngày sau tôi được đón hai người khách không ngờ tới thăm đó chính là hai bé trai đã làm chứng cho tôi bọn chúng tới cùng với cảnh sát tuy trong mắt chúng có sự sợ hãi nhưng tôi lại thấy có nhiều sùng bái hơn hiện nay ở trong mắt cảnh sát tôi là một nghi phạm cực kỳ nguy hiểm nếu không phải hai đứa trẻ này tha thiết yêu cầu, bọn họ sẽ không mang chúng tới đây thăm tôi. Lúc ấy, vì muốn khích lệ bọn nhóc, tôi dùng bàn tay trái có thể cử động của mình sờ đầu bọn nhóc, rồi nói: "Mấy ngày qua sao rồi?" Một trong hai đứa trẻ hưng phấn nói: "Mấy ngày qua chúng cháu được ăn rất ngon." Lòng tôi cảm thấy đau xót, hai đứa trẻ mới chỉ 8, 9 tuổi, nếu như ở bên cha mẹ ruột thì đang ở tuổi được yêu chiều nhưng bọn chúng bây giờ lại vì được ăn ngon mà vui vẻ đến vậy thật không biết rốt cuộc chúng đã phải trải qua những ngày tháng thế nào hôm đó chú thật lợi hại khi nào trưởng thành cháu cũng sẽ lợi hại chưa chú vậy một bé trai khác đột nhiên nói rất quyết tâm nghe nó nói vậy mà tôi cảm thấy lúng túng vội nói chú bị thương ở đầu nên không nhớ ngày đó xảy ra chuyện gì lúc ấy các cháu không sợ ư đứa trẻ mới vừa rồi đắc chí vì được ăn ngon lắc đầu thật mạnh không sợ nếu chúng cháu có vóc dáng cao lớn như chú cũng sẽ đi đánh người xấu trong đầu tôi nghĩ hỏng rồi thế này chẳng phải là làm gương xấu lấy bạo lực để chống bạo lực cho trẻ con sao tôi vội vàng giải thích hôm đó chú chỉ hành động bất đắc dĩ thôi tuy cứu được các cháu nhưng cũng phạm phải sai lầm lớn các cháu còn nhỏ phải học tập thật giỏi dùng kiến thức trang bị cho mình như vậy mới có thể trở thành kẻ mạnh chân chính biết chưa hai đứa bé cái hiểu cái không mà gật đầu sau đó chúng được người cảnh sát kia mang ra ngoài thấy hai đứa trẻ đã đi tôi thầm thở phào nhẹ nhõm những đứa trẻ bây giờ học tập thật vất vả còn học cái xấu thì chỉ mất vài phút may mà cuối cùng tôi còn mặc giày nói được mấy lời buồn nôn để đền bù lại xem ra giáo dục trẻ em không phải chuyện dễ dàng nhỉ khi tôi đang nằm trên giường bệnh thầm xúc động bùi ngùi thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra một lần nữa, có bốn người đàn ông trẻ tuổi mặt bị thương đi vào. Khi thấy mấy người này, lòng tôi trầm xuống, có thể tùy tiện vào căn phòng này thì hoặc là nhân viên y tế, hoặc là cảnh sát. Nhìn sắc mặt mấy người này, chắc họ là mấy tay cảnh sát 110 đã bị tôi đánh. Tôi thầm kêu khổ, mấy anh em này muốn gì? Chẳng lẽ muốn tìm tới tính sổ. Tôi chỉ có thể kiên trì giả ngốc mấy cậu tìm ai? Bốn cảnh sát đều rất tức giận nhìn xuống tôi, làm người tôi run lên. Tôi thầm nghĩ họ cứ nhìn tôi như vậy thì chẳng tha đánh tôi một trận coi như huề đi. Cuối cùng, người cầm đầu to con trầm giọng nói, anh là Trương Tiến Bảo. Tôi tỏ vẻ vô tội, gật đầu, vâng, các cậu muốn tìm tôi. Lúc này, một cậu cảnh sát có dáng người dông dõng cao, gương mặt ưa nhìn đứng bẻ đốt ngón tay và nói, thân thủ không tệ, trước kia từng luyện tập qua. Tôi nghiêm túc lắc đầu, không, từ tiểu học đến đại học tôi chỉ đánh nhau ba lần và lần nào cũng bị người ta đánh. Mấy cậu cảnh sát xanh mặt, chắc họ cho là tối nhạo bán họ, thế là mấy anh em này không nói lời nào liền bao vây trước giường tôi, sau đó ghi tôi xuống giường. May mà tâm lý tội vững vàng, quyết làm bộ không nhận ra họ, tôi hoảng sợ nói, các cậu rốt cuộc là ai? Tôi nói cho các cậu biết nhé, bên ngoài phòng còn có cảnh sát trong chừng, các cậu dám làm bậy tôi sẽ gọi người đấy. Bốn cậu cảnh sát cười nhạt, một trong bốn người hư lạnh, kêu đi, kêu to lên, thử kêu rác cổ xem có ai vào cứu không. Tôi nghe mà lạnh cả người, sau mấy lời này nghe quen thể. Không phải tôi đang ở trong bệnh viên à, sao giống như gặp phải sơn tặc vậy. Chương 1171, tôi theo bản năng dùng tay trái đỡ trán, nói, được rồi tôi biết mấy người các cậu là ai nhưng tôi thật sự không nhớ rõ đã từng đánh nhau với các cậu như thế này đi nếu các cậu thấy không cam lòng vậy cứ đánh tôi đi tôi đảm bảo không đánh lại tôi nói như thể làm bốn cậu này ra tay không được mà không ra tay cũng không xong thật ra lòng tôi cũng hiểu rõ mấy cậu trẻ tuổi này chỉ chạy tới dọa tôi thôi họ không thể nào thực sự ra tay với tôi được nếu hôm nay họ thực sự đánh tôi thật thì lại dễ tôi lập tức sẽ từ tình nghi phạm tội trở thành người bị hại bởi vậy tôi đoán bọn họ sẽ không dám đánh tôi đâu họ đều là những cậu trai trẻ vừa mới nhận công tác chắc vì bốn người đánh một mà phải vào viện cả nên mới cảm thấy xấu hổ nhân dịp còn ở bệnh viện muốn qua gặp tôi nhưng bọn họ nào biết hôm đó thực ra không phải tôi đánh bọn họ nếu để cho tôi đánh với họ thì đừng nói là bốn đánh một cho dù là một đánh một tôi cũng không phải là đối thủ của họ bầu không khí căng thẳng một lúc sau đó một cậu trong số họ chắc lưỡi nói không thú vị gì cả rút lui đi một câu nói giọng đông bắc đứng phía sau phàn nàn tại sao chứ thế chẳng phải lợi cho tên này à anh nhìn mặt mũi mấy anh em chúng ta xem ngày mai phải đi làm rồi không biết sẽ bị đồng nghiệp cười nhạo thế nào đây tôi nghe mà cũng thấy xấu hổ thay mấy cậu cảnh sát này nói mà xem tôi cũng chẳng có thể trạng khỏe mạnh gì, chỉ cao 1m78, bốn người trước mặt tôi đây có người nào không cao hơn tôi đâu. Ấy thế mà họ lại ăn thiệt thòi trong tay tôi. Trước đó Trang Hà và tên kia đánh nhau cũng từng bị lộ vốn rồi, lúc ấy tôi còn tưởng do bọn họ băn khoăn, không muốn làm hại đến thân thể tôi nên mới không ra tay mạnh. Nhưng xem ra cũng không phải như vậy. Chẳng trách lúc ấy vẻ mặt Trang Hà cực kỳ khó coi, chắc trong lòng anh ta cảm thấy nếu tôi thật sự cùng bọn họ đánh một trận lớn thì có khả năng anh ta và tiểu kim đều không phải là đối thủ của tôi bốn cậu cảnh sát trước mặt này tuy phải nằm viện mấy ngày nhưng cùng lắm họ chỉ bị trầy ra không bị thương động đến gân cốt những kẻ bắt cóc kia mới thật sự là thảm nghĩ kỹ lại thì thấy mặc dù cái tên trong cơ thể tôi cực kỳ tà ác nhưng hắn đối xử với đối thủ cũng không giống nhau nhìn bốn cảnh sát này là biết hắn đã nương tay rất nhiều rồi nghĩ vậy Tôi bèn ngẩn mặt nói với mấy cậu nhóc ngốc này, thật ra thì, tôi vẫn luôn nghi ngờ mình đồng thời có hai nhân cách khác nhau. Mấy cậu này vừa nghe bậy quả nhiên rất hứng thú, từng người lập tức ngồi xuống bên giường tôi, mặt đầy nghi ngờ chờ tôi nói tiếp. Tôi vui mừng lắm, nếu bọn họ đã thấy hứng thú thì tôi cứ tiếp tục bị thối. Thế là tội lỗi tất cả điểm mạnh ra, bắt đầu nửa thật nửa giả kể cho họ nghe. Đầu tiên tôi nói, Thật ra tôi đã sớm phát hiện xung quanh mình thỉnh thoảng lại phát sinh một vài chuyện rất kỳ lạ. Ví dụ như rõ ràng buổi tối tôi ngủ một mình trên giường, kết quả sáng hôm sau lại tỉnh dậy trên salon, hoặc có lúc tối hôm trước rõ ràng tôi đã chuẩn bị đồ ăn cho sáng hôm sau, nhưng hôm sau lại phát hiện đồ ăn đã bị mình ăn từ lúc nào. Lúc này, cậu cảnh sát to con nghe xong đưa ra đề nghị muốn vật tay cùng tôi, tôi xua tay ly lịa, không được, không được, tay tôi chẳng có chút sức nào cả đâu mấy người họ nghe vậy đều trố mắt nhìn nhau cuối cùng tôi vẫn bị cưỡng bách chơi vật tay với họ kết quả dĩ nhiên không cần nói cũng biết thằng nhóc kia cơ bắp cuồn cuộn còn tôi dù căng tay lên vẫn yêu nhợt làm sao có thể là đối thủ của cậu ta mấy cậu cảnh sát kiểm tra bắp tay tôi trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ nghi ngờ cậu to con không tin nổi nói không thể nào tối đó cả bốn người chúng tôi đều không ngăn được anh nói xong mặt cậu ta mờ mịt nhìn ba người còn lại không phải là bắt lâm người chứ những người còn lại đều dùng vẻ mặt cậu có ngốc không đấy để nhìn cậu ta sao mà bắt nhầm người được sau đó phải có đến bảy tám cảnh sát đến vậy lại mới bắt được tôi dưới tình huống đó thì việc bắt nhầm người là không thể đúng như tôi dự đoán bị tôi tung hỏa mù một lúc mấy cậu cảnh sát cũng bắt đầu từ từ tin rằng có thể tôi có một nhân cách khác đang cùng tồn tại thế là mấy người họ ở lại buôn chuyện trong phòng bệnh của tôi đến tận tối mấy cậu này rảnh rỗi thật đấy cuối cùng nếu không phải cảnh sát bên ngoài đổi ca vào thúc giục họ thì họ vẫn chưa chịu rời đi đâu vẫn còn tiếp tục thảo luận chuyện vì sao tôi lại có hai nhân cách nhìn họ đi về tôi thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ sao mấy cậu chàng trẻ tuổi này ai cũng khó chơi vậy lúc này chị y tá đẩy cửa vào đưa cơm cho tôi tôi mở ra xem thì phát hiện không phải là cơm bệnh nhân thông thường xem ra từ sau khi viên mục giả đến đãi ngộ của tôi rõ ràng tốt hơn nhiều nhìn hai món ăn là biết hợp với khẩu vị của tôi hẳn là do chú lê và đinh nhất đưa tới ai không biết chú lê và đinh nhất thế nào rồi chắc họ còn sốt ruột hơn cả người bị nhốt là tôi đây vì hiện giờ đến cả chuyện gặp mặt tôi cũng là vấn đề khó rồi sau khi ăn cơm xong Tôi cảm thấy lòng rất khó chịu, nên tôi xin cảnh sát xuống dưới lầu hóng gió một chút. Ngay cả phạm nhân ngồi tù cũng được ra ngoài hóng gió nữa là tôi còn chưa bị định tội. Tại sao lại bắt tôi phải ở lì trên giường? Tay cảnh sát giữ cửa thấy tôi có thái độ kiên quyết, cũng đành phải cởi còng tay và đưa tôi xuống lầu. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, trong công viên cho bệnh nhân đi dạo đã chẳng còn ai. Gió thổi ban đêm làm tối hơi lạnh, nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất khoan khoái. Lâu rồi tôi chưa hoạt động gân cốt, nên cơ thể có cảm giác đình trệ, toàn thân chẳng có sức lực gì cả. Tôi cười nói với đồng chí cảnh sát theo sau, thật ra các anh không cần lo tôi chạy thoát đâu, bây giờ dù anh có để tôi chạy, tôi cũng không chạy được quá 100 mét. Tay cảnh sát nghe tôi nói vậy thì nhìn tôi chầm chầm và nói, ngày hôm đó tôi đã được lĩnh giáo anh mạnh như thế nào, bây giờ đưa anh đi hóng gió thế này là tôi đã cảm thấy mạo hiểm rất lớn rồi. Tôi nghe thì biết, Hóa ra ngày hôm đó thằng cha này cũng có mặt ở hiện trường. Tôi bèn mon men tới gần anh ta, thể tối hôm đó tôi mạnh như thế nào. Kể cho tôi nghe chút đi. Anh ta hoài nghi, tôi không tin anh không có chút ấn tượng gì. Chương 1172, tôi vô cùng chân thành gật đầu một cái, thật sự không nhớ tí gì cả. Không ngờ anh ta nghĩ một lúc rồi bảo với tôi, anh trở về phòng bệnh đi, tôi có thể đem video quay lại tối đó cho. Anh xem một chút hai mắt tối sáng lên muốn kéo anh ta về ngay lập tức nhưng anh ta lại sợ hãi né người ra sau mặt khẩn trương hỏi tôi anh muốn làm gì tôi đỡ trán nghĩ thầm ông đây đáng sợ thế cơ à cuối cùng tôi đành phải bất đắc dĩ nói với anh ta đi thôi đồng chí cảnh sát tôi đang chờ trở về để được xem tối đó tôi oai hùng thế nào đây nói thật bệnh viện là nơi tôi không muốn tới vào buổi tối với cái thể chất đặc thù động một chút là gặp ma quỷ như tối, đi dạo lung tung ở chỗ này đúng là tự mình tìm đường chết. Chẳng phải thế à, tôi với đồng chí cảnh sát vừa chuẩn bị vào thang máy, thì đã thấy một tên âm sai dẫn một hồn ma vừa bị tai nạn giao thông máu me bè bét đi ra khỏi thang máy. Tôi nhìn thấy mà muốn nôn, thầm nghĩ ma mà cũng dùng thang máy. Không phải chỉ cần vào một cái là đi luôn ư. Ai ngờ lúc đi ngang qua tôi, Tên âm sai đó lại đột nhiên ngẩng đầu cung kính gật đầu với tôi, sau đó liền mang theo hồn ma mới kia biến mất trước của bệnh viện. Tôi sững sờ tại chỗ, thế là sao? Tên âm sai này biết tôi ư? Không thể nào, trong trí nhớ của tôi không nhớ là đã gặp qua tên này mà, hay hắn là thuộc hạ của lão Hắc lão Bạch? Lúc này, tay cảnh sát thấy tôi sững người, bất động trước cửa thang máy thì đẩy tôi một cái vào trong thang máy. Lúc này tôi mới hoàn hồn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa bệnh viện cho đến khi cửa thang máy khép lại cảnh sát bên cạnh tôi mới như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra tôi biết anh ta lo tôi sẽ lên cơn mà chạy trốn tôi bèn an ủi anh ta đồng chí cảnh sát anh cứ yên tâm tôi thực sự sẽ không chạy đầu tôi đây vốn là muốn làm việc nghĩa kết quả lại thành ra như bây giờ tôi cũng đủ phiền lòng rồi thật sự là không đáng để chạy trốn anh ta nghe vậy thì liếc mắt về phía tôi, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, chẳng lẽ một người vô hại như tôi lại để cho anh ta phải phòng bị đến mức độ này? Nhưng khi tôi trở lại phòng bệnh, nhìn video ngày đó xong, tôi mới sâu sắc cảm nhận được rằng, anh ta cẩn thận như vậy tuyệt đối là có đạo lý. Người cảnh sát phụ trách trong nam tôi buổi tối hôm nay tên là Tiểu Vũ, anh ta là một trong những cảnh sát được gọi đi tiếp viện tối hôm đó, bởi nghe nói hiện trường đặc biệt hỗn loạn cho nên Tiền Vũ vừa tiến vào hiện trường đã mở máy ghi lại. Có thể do lúc đó Tiền Vũ chạy vào nên ống kính bị trung lắc rất mạnh, hơn nữa lúc ấy trong sân chỉ có một ngọn đèn. Vì vậy toàn bộ hình ảnh hơi bị tối, nhưng nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc tôi có thể thấy rõ tình hình cụ thể trong sân. Đầu tiên là hình ảnh mấy người đàn ông nằm ngổn ngang dưới đất, sắc mặt họ trắng bệt, tay chân bày ra những tư thế kỳ dị chỉ nhìn qua cũng biết là khác với hình thái xương cốt bình thường của con người. Có thể do quá đau, hoặc cũng có thể những người này đã sớm gào thét đến khàn cả giọng, vì vậy lúc này họ chỉ có thể phát ra những tiếng hừ hừ đứt quãng. Tiền Vũ thấy tình hình này bèn bấm gọi 120 trước tiên, ngay sau đó anh ta nghe thấy ở sâu trong sân phát ra những âm thanh ồn ào. Mấy người đến tiếp viên cùng anh ta chạy ngay đến nơi phát ra tiếng động phát hiện bốn vị đồng nghiệp tới trước đó đang chật vật đứng trong sân, phía trước họ là một bóng người màu đen. Thoạt nhìn, tôi thậm chí còn không nhận ra bóng người màu đen kia chính là mình. Tôi thấy quanh thân tôi có một luồng khí âm tà và tôi đang dùng một khuôn mặt đầy máu nhìn bốn cậu cảnh sát vây quanh mình. Lúc đó tôi tay không tấc sắc, trong tay không có bất kỳ một vũ khí phòng ngự nào, nhưng trong tay cảnh sát lại có vũ khí. Nào là máy phun hơi cay, gậy cảnh sát các loại nhưng không hiểu sao họ lại không dùng những thứ này với tôi đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi nhìn thấy một tôi khác ở trong video trong lòng thật sự có cảm giác quái gì khó nói nếu như không phải tôi đã quá quen thuộc gương mặt này thì dù có đánh chết tôi cũng không thể tin được tôi sẽ đánh nhau với cảnh sát sau đó hình ảnh trong video càng rung lắc dữ dội đây là lúc mấy người tiền vũ cùng nhau vậy tôi lại nhưng do quá gần nên ngoài tiếng động ra thì chẳng thấy rõ được gì nữa từ đầu đến cuối tôi đều không nói tiếng nào, trừ thỉnh thoảng nghe được tiếng thân thể va chạm, tiếng quần áo bị xé ra, còn lại chỉ là những lời đối thoại của cảnh sát. Con bà nó, đè xuống, đè xuống, ai ui, chớ ép chân tôi được không? Mấy ông bị liệt cả à, dùng sức thêm chút nữa đi. Này, đừng phản kháng nữa, bọn tôi còn chưa thật sự động thủ đầu. Ôi đệt, anh đã vào chỗ nào đấy? Ai ngờ ngay lúc này, tất cả mọi âm thanh đều ngừng lại. Qua hơn một phút đồng hồ, trừ những tiếng thở hỗn hển của cảnh sát, tôi không nghe được âm thanh nào khác. Một lát sau, tôi mới nghe được tiếng nói của tiếng vũ vang lên, choáng rồi à. Sau đó bao nhiêu nhân tài luống cuốn chân tay rời khỏi tôi. Lúc này ống kính chỉ về phía tôi đang nhắm nghiêng hai mắt, mặt đầy máu, môi tái nhợt đến dọa người. Tay cảnh sát ở bên cạnh vội kiểm tra hơi thở của tôi, sau đó gấp giọng nói, xong, anh ta không còn thở, 120 đến chưa. Trước tiên đừng lo lắng cho mấy người đó nữa, mau đưa người này tới bệnh viện trước đi. Chuyện về sau tôi cũng biết hết rồi, bởi vì lúc lên xe cứu thương, tôi đã bắt đầu khôi phục lại ý thức. Tôi tắt video, đưa lại điện thoại di động cho tiền vũ, sau đó xin lỗi anh ta, tôi thật sự không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra, vậy không làm anh bị thương chứ. Tiền vũ lắc đầu, mấy người chúng tôi vẫn khỏe, chỉ có bọn tiểu lưu đến trước thì hơi thảm, nhưng cũng chỉ bị tổn thương phần mềm, mặt cũng bị anh đánh bầm dập. vậy tôi đánh cảnh sát như vậy có bị kết án không? tôi thấp thỏm hỏi. tiền vũ nhún vai nói, tôi cũng không rõ lắm, nhưng chủ yếu vẫn phải căn cứ vào việc anh có tạo nên hậu quả tồi tệ gì không. tôi cười ngượng ngùng, đánh cảnh sát có coi như là gây hậu quả nghiêm trọng không? tiền vũ bình tĩnh nói, thật ra nếu như chúng tôi thì cũng dễ nói bọn tiểu lưu đều bị thương nhẹ, dưỡng thương mấy ngày là có thể đi làm. Nhưng mấy kẻ buôn người kia, rất thảm, coi như là đã tàn phế, có lẽ anh bị kết vào tội đã thương người do phòng vệ chính đáng. Chương 1173, tôi cũng thở dài thường thực nói, ôi, thật khó làm người tốt, vất vả lắm mới được một lần trừ bạo giúp đỡ kẻ. Yếu, thể mà lại gây ra chuyện lớn như thế này. Tiền vũ nghe xong lại an ủi tôi, thực ra anh cũng không cần quá lo lắng mấy kẻ kia tấn công anh trước anh bị thương năng khi mà tính mạnh của một người bị uy hiếp họ sẽ làm ra một số việc gì đó vượt quá khả năng thông thường của họ tôi không nhịn được thăm nghĩ cái này cũng quá con mẹ nó vượt qua quá nhiều nhỉ bây giờ nghĩ lại mới thấy may mà tên kia ra tay có tiết chế nếu để hắn thực sự giết chết những tên buôn người kia thì chắc tôi phải bồi thường đến tán gia bài sản mà còn nhất định phải ngồi tù nữa sau khi trò chuyện mấy câu tiên vũ thấy tôi bây giờ với tối hôm đó có những điểm khác biệt rất rõ ràng cảm giác hoàn toàn khác nhau vì vậy anh ta cũng không nhắc đến chuyện còng tay tôi lại vào giường nữa cứ thể qua mấy ngày vết thương trên đầu tôi cơ bản đã lành nhưng điều lúng túng bây giờ là một khi tôi có thể xuất viện vậy có phải chứng minh tôi sẽ sớm bị đưa đến trại tạm giam không ngay lúc lòng tôi đang rối bời, viên mục giả lại đưa. Một người đàn ông lạ đến, vui vẻ đẩy cửa phòng bệnh ra. Vì cậu ta đột nhiên mang người lạ đến, cho nên tôi nhất. Thời không rõ tình hình này là gì, tôi không dám biểu hiện là mình quen với cậu ta. Nhưng nhìn biểu cảm trên. Khuôn mặt cậu ta thì hình như vụ án của tôi có cơ may xoay chuyển. Cậu ta vừa đi đến vừa giới thiệu cho tôi, vị này là phó cục trưởng cục công an huyện, đới Triều Dương ông ấy đại diện cho cục đến thăm bệnh tình của anh tôi nghe vậy mà mặt ngơ ra vương tay bắt tay với vị phó cục trưởng đế này trong đầu tôi nghĩ họ này nghe thật thú vị cũng giống như họ cổ vậy thời thể có chuyển biến thế nào cũng vẫn là đại tộc phó cục trưởng đế thấy mặt tôi đờ đẫn còn tưởng tôi chưa từng thấy quan lớn như vậy bao giờ thế là ông ta tỏ vẻ hiền hòa nói với tôi tiểu trương à mấy ngày nay nghỉ ngơi thế nào tôi nhẹ nhàng cười một tiếng nói cũng tạm được mấy vị cảnh sát ở đây cũng thay phiên trông coi chiếu cố tôi phó cục trưởng với nghe vậy liền gật đầu vậy thì tốt với vụ án của cậu cậu cũng đừng gấp gáp phải tin tưởng pháp luật chỉ cần xuất phát điểm của cậu là tốt thì cuối cùng coi như là cậu phòng vệ chính đáng cá nhân tôi cảm thấy bồi thường dân sự là được rồi hơn nữa chẳng phải bọn chúng cũng đã đánh cậu đến nỗi bị vấn đề về thần kinh sao tôi nghe ra ý tứ trong lời nói của phó cục trưởng đới là có ý muốn giúp tối ư có vẻ như có gì đó không đúng ở đây thì phải tôi bèn nhìn về phía viên mục giả nhưng thằng nhóc này lại cho tôi một ánh mắt ý bảo tôi yên tâm đừng nóng nảy sau đó tôi nghe phó cục trưởng với nói chuyện rất lâu cuối cùng tôi không thể làm gì khác hơn là nghĩ thầm trong lòng sao tay phó cục trưởng đới này lại rảnh rỗi như vậy chứ có chuyện gì ngài mau nói nhanh đi Ứ quanh co nhiều như vậy làm gì? Đúng là quan cách thành quen rồi. Ngay lúc sự kiên nhẫn của tôi sắp dùng hết, thì nghe thấy phó cục trưởng với chuyển giọng, tôi nghe nói cậu được ông Thẩm Kiến Hoa mời tới. Đột nhiên nghe ông ấy hỏi vấn đề như vậy, tôi còn ngây ra chưa hiểu. Suy nghĩ một lúc tôi mới nhớ ra cái ông Thẩm Kiến Hoa mà phó cục trưởng với nói tới là ai, chẳng phải đó là ông chủ thẩm của trại chăn nuôi Ngọc Trai à. Tôi vội vàng gật đầu, đúng là tôi được ông chủ thẩm mời đến điểm này ngài có thể tìm ông ấy để xác minh phó cục trưởng với nghe vậy gật đầu nói nếu vậy chắc là thật rồi mấy ngày nay chúng tôi đang gặp phải vụ án khó giải quyết không biết cậu có thể hỗ trợ để giải quyết giúp không tối nghe xong lập tức hiểu hóa ra ông ta đang chờ tôi ở chỗ này đây nhưng suy nghĩ kỹ thì thấy có điểm không đúng chẳng phải ở đây còn có viên mục giả ư tại sao cảnh sát lại phải tới tìm một người dân như tôi nhưng sau đó tôi lập tức hiểu ra chuyện này hẳn là đã tìm viên một dạ trước nhưng cậu ta lại muốn cứu tôi nên mới nói chuyện này khó giải quyết một mình cậu ta không thể xử lý được vì vậy cậu ta liền để cử tội với phó cục trưởng đới cho nên mới có màn thăm bệnh hiện tại nếu trước đây gặp phải chuyện này tôi sẽ làm cao một lúc nhưng trong tình huống hiện tại của tôi tôi không thể làm thế được thế là tôi tỏ ra nghiêm túc, nói, tôi là người lấy việc giúp người khác làm niềm vui, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế này, trước hết ngài cục trưởng cứ nói qua về tình huống xem. Tôi cố ý bỏ đi chữ đầu khi gọi ông ta, làm phó cục trưởng với nhìn tôi với vẻ trẻ nhỏ dễ dậy và nói, tôi cũng biết cậu là một công dân tốt, nhắc tới chuyện vụ án, nó xảy ra ở mấy ngày trước, nhưng vì chuyện có vẻ quái gì khó hiểu, nên vụ án này tạo ra ảnh hưởng không tốt trong dư luận xã hội. Vì vậy tôi mới nói vụ án hơi khó giải quyết. Thì ra mấy hôm trước, đội cứu hỏa địa phương bất ngờ nhận được một cuộc gọi báo cháy, nói rằng có một đám cháy trên tầng 11 tòa nhà 54 của khu ba tòa trong khu đô thị Kim Đế. Đội cứu hỏa nhận được thông báo xong vội vàng trang bị đầy đủ nước và thiết bị rồi chạy tới nơi xảy ra vụ hỏa hoạn. Lúc ấy là 3 giờ sáng, xe cứu hỏa chạy tới khu Kim Đế, tòa nhà 54 xem tình hình nhưng mọi nhà đều tắt đèn đi ngủ, chẳng thấy hỏa hoạn ở đâu cả. Hai nhân viên trong đội cứu hỏa đi tới phòng bảo vệ yêu cầu được lên gõ cửa mấy nhà trên tầng 11, xem có thật là có hỏa hoạn không hay chỉ là trò đùa dai. Nhưng gõ cửa rất lâu cũng không thấy ai mở cửa, cuối cùng họ phải gõ cửa gọi hàng xóm ở tầng trên và tầng dưới ra. Lúc này, hai người nhân viên kia hỏi thăm mới biết ba căn nhà ở tầng này đều không có người ở. Họ nói bởi vì ba năm trước xảy ra hỏa hoạn, cả ba nhà của tầng này đều bị cháy rụi, còn thiếu chết một gia đình có ba người, cho nên đến bây giờ tầng này vẫn không có ai dám mua. Hai nhân viên trong đội cứu hỏa nghe vậy thì tức giận lắm. Ai lại thức đức như vậy, hơn nửa đêm còn điện thoại đùa dai. Vì thế bọn họ bấm điện thoại báo cảnh sát. Thật ra các nơi trên cả nước vẫn thường gọi 110 hoặc 119 để báo cảnh sát và vẫn luôn có những người thiếu ý thức gọi để trêu đùa cứ như người ta sẽ không tìm ra được họ vậy bình thường người trực tổng đài có thể phân biệt được cuộc gọi có phải là đùa dai hay không họ sẽ phê bình thẳng rồi giáo dục một trận sau đó nếu người đó không làm trò vô bổ này nữa thì không có chuyện gì chỉ cần không lặp đi lặp lại thì phần lớn sẽ không bị truy cứu nhưng ầm ĩ đến mức phải gọi cảnh sát như lần này thì nhất định phải truy cứu người đã gọi đến để người đó nhớ lâu mới được thế này chẳng phải là lãng phí tài nguyên quốc gia à nhỡ đâu cùng lúc đó có những nơi khác cũng xảy ra hỏa hoạn thì sao thế chẳng phải là sẽ làm chậm trễ chuyện cứu hỏa sao